Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày anh buồn lòng. Em có hỏi lòng tại sao mỗi lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay, đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Anh chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Nối với người tình, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Vào nhà em, muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày anh buồn lòng. Em có hỏi lòng tại sao mỗi lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay, đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Anh chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai. Cảm ơn quý vị.